Lớp Thái Ngọc Hoàng Xuyên, tối nay chúng ta sẽ học về phần khám khám thực thể, khám lâm sàng, physical examination. Về phần cổ, neck, thì ở cổ các bạn sẽ học cái số 1, đó là cái goiter. Để khám một cái goiter, thầy nhắc lại, trong cái goiter ta không dịch sang tiếng Việt là bướu cổ, mà ta dịch sang tiếng Việt là phình giáp bình giáp. Thì khi có một cái phình giáp bình giáp của một người thì ta nhìn từ trước nhưng mà ta sờ từ sau lưng. Các bạn xem đây, thyroid examination. Examination of thyroid gland starts with inspection. In doing so, it's important to consider the gland's anatomy and its surrounding structures. The thyroid cartilage is a helpful landmark, since the thyroid can be palpated bilaterally below it. In healthy individuals, the thyroid only weighs around 18 to 25 grams and should not be visible. An enlarged thyroid, otherwise known as goiter, is considered class 2 if macroscopically visible. When the head is reclined, thyroid enlargement can be seen even earlier. Palpation is usually performed from behind, although anterior palpation is also feasible. The gland is. Còn phần ở hố thượng đòn thì các bạn để ý có cái hạch gọi là hạch Troisier, cũng có thể gọi là hạch Việt Xô. Hạch này để chứng tỏ rằng một cái ung thư đường tiêu hóa đã di căn xa. Ta hỏi vì sao hạch này phải nằm bên tay trái mà không được nằm bên tay phải? Bởi vì cái ống ngực bên trái nó mang hết hết các cái hạch, hết cái bạch dịch từ ở dưới đường tiêu hóa về ống ngực bên trái. Còn ống ngực bên phải thì nó không hề liên quan gì tới ống tiêu hóa. Ống ngực bên phải nó là nhận mạch huyết, bạch huyết của đầu và cánh tay bên phải. Như vậy các bạn thấy được đây là hạch Troisier hay còn gọi là hạch Virchow cũng được, là dấu hiệu của một cái ung thư của đường tiêu hóa đã di căn xa và bệnh lý đã rất là muộn. Rồi về mõm tim thì các bạn chỉ nhớ dùng một cái móc thôi, đó là liên sườn 4 gặp cái đường trung đoàn bên trái. Ta không lấy móc là núm vú mà ta lấy móc là nơi gặp nhau giữa liên sườn 4 và đường trung đoàn bên trái, thì ngay chỗ đó là mõm tim và ta đặt ống nghe ở đó, ta phải nghe được cái van, ổ van hai lá ở đó. Về phổi thì nhắc đi nhắc lại, khi học phổi ta có ba điều lừa dối mà người sinh viên không nhận ra được ba điều lừa dối này thì các bạn sẽ hiểu rất là sai khi học về basic cũng như là clinic của bệnh phổi. Cái sai, cái gian dối thứ nhất đó là đa số đều cứ nghĩ rằng đỉnh phổi thì được thông khí tốt hơn đáy phổi. Sai, đáy phổi thông khí tốt hơn đỉnh phổi gấp 4 lần. Nhưng vì đỉnh phổi không có mạch máu cho nên không khí đến đó nó không được ai mang đi. Cái sai lầm thứ hai, cái ngụy biện thứ hai, cái lừa dối thứ hai đó là cái áp suất khí quyển ngay trước mũi của chúng ta ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này, ở cái vùng ngang mặt nước biển này là 760 mm thủy ngân. Áp lực trong lồng ngực của chúng ta là 754 mm thủy ngân. Ta cứ nghĩ rằng không khí sẽ tự động chạy từ trước mũi ta vào phổi ta theo quy luật của gió, có nghĩa là từ nơi có không khí áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Thật ra sai, không phải như vậy, mà cái áp lực chênh lệch đó làm cho phế nang xẹp xuống, và muốn cho phế nang phình lên chúng ta phải gồng người lên, phồng ngực lên, ưỡn ngực lên và tung cái cơ liên sườn ngoài ra và hít sâu vào, tốn năng lượng thì mới kéo được không khí vào phổi. Một điều lừa dối thứ ba nữa là khi các bạn học các cái RAN bằng tiếng Việt, các bạn sẽ nhầm hết. Do đó khi học các cái RAN, các bạn đừng học bằng tiếng Việt, hãy học thẳng bằng tiếng Anh luôn.
Ví dụ như ran phế quản thì các bạn học Rönnkai, Schreider và Wiesing. Rönnkai đây là cái ran của các cái chất đờm nhớt và nó gây tắc nghẽn ở các phế quản trung bình và phế quản nhỏ. Ran này là do tắc nghẽn các phế quản trung bình và phế quản nhỏ, thường gặp trên lâm sàng ở những người tăng tiết đờm nhớt, đặc biệt là các bệnh nhân sau mổ sọ não hoặc là mổ các cái bệnh nặng mà bệnh nhân không thở được hậu phẫu. Còn Strider là cái dấu hiệu của ngái, của một cái người bị thụt lưỡi. Cho nên khi các bạn gặp Strider thì có nghĩa là có hội chứng ngưng thở lúc ngủ hay là có cái dấu hiệu thụt lưỡi. Còn Wheezing là cái dấu hiệu của cái co thắt các cái tiểu phế quản tận, chủ yếu ở thì thở ra. Cho nên khi ta gặp Wheezing thì nó là triệu chứng của hen phế quản. Do đó khi ta nói tới các cái ran của phế quản thì các bạn đừng nói tiếng Việt, đừng nói ran ngái, ran rít hay bất cứ cái gì bằng tiếng Việt, mà các bạn nói thẳng luôn bằng Rönnkai, Strider và Wheezing. Còn ran phế nang thì các cái ran nổ khi hít sâu vào hoặc là cuối thì hít sâu vào đều không có giá trị lâm sàng. Những cái ran ẩm và nghe ở đáy phổi làm dấu hiệu xấu của một cái suy tim trái, có tăng áp phổi và có giò phù phổi cấp.